chung là từ xưa đến nay thì là đã vẽ rất nhiều sơn mài rồi. Tức là từ khi bé vì là đã có xuất thân từ bố là họa sĩ sơn mài, nên là ngay từ bé đã tiếp xúc với sơn mài rất là lâu. Rất là nhiều nước châu Á có sơn mài, có Trung Quốc, có Nhật Bản và có cả Việt Nam. Các nước kia là chỉ có đồ mỹ nghệ sơn mài, là những sơn mài đó là những bức bình phong, những bức vách hoặc những bức tường thôi. Còn ở Việt Nam là tranh. Đấy là sự chuyển hóa lớn nhất, như vậy là cái thôi thúc lớn nhất để Việt làm tranh sơn mài. Ngày xưa với những sự bó buộc, với sự nghiên cứu nó còn hạn chế, thế nên là chúng ta chỉ hiểu sơn mài theo cái nghĩa truyền thống. Với kỹ thuật hiện đại bây giờ thì chúng ta có kỹ thuật hiện đại, chúng ta có ngôn ngữ của hiện đại và chúng ta có những tác phẩm hiện đại hơn trên chất liệu truyền thống đó. Thực ra làm tranh sơn mài vì là cái tính kỳ công, tính cầu kỳ của nó, như vậy là đòi hỏi một thời gian rất dài và thậm chí những nguyên liệu về làm sơn mài cũng rất là đắt. Bản thân sơn mài cũng thích là vì nó có thượng vàng hạ cám, có từ những bùn, có từ những cái chất liệu rất là vỏ chai, vỏ trứng. Sau đó có những chất liệu cao quý, đó là màu của đá quý, màu của son là từ đá quý, nguyên liệu đá quý và vàng bạc, những chất liệu rất là đắt. Màu xanh có thể xay từ đá ngọc ra. Đầu tiên thì họa sĩ phải trải qua những cái bước làm vóc. Làm vóc thì đầu tiên là hom bó. Hom bó trên những tấm gỗ dán, sau đó thì hom bó xong đến thảo, xong đến thí, sau đến mài đi. Thì sau đó được tấm vóc rồi thì chúng ta bắt đầu vẽ trên nền vóc đó. Nền vóc đó thì có thể được thếp bạc hoặc để nguyên màu đen. Sau đó chúng ta sẽ vẽ, xong mỗi một lớp chúng ta lại cho vàng, bạc, cho bạc, cho vàng tùy theo cái mức độ yêu cầu của tác phẩm. Đó thì sau khi đó hoàn thiện thì đem mài xong rồi đến vào phủ toát xong rồi đánh bóng. Đấy là những cái khâu yêu cầu tối thiểu của bức sơn mài. Mọi người biết đến mình khá rõ về tranh sơn dầu, nhưng mà cái hiệu ứng về màu ở tranh sơn mài là đầm sâu và sang trọng hơn rất nhiều so với cả những cái không gian của người Việt, và nó hợp với cả không gian của người Việt, nó mang một tính chất gì rất Á Đông.